Nội dung video làm cho thế giới chúng ta hiện đại hơn. Prover là công nghệ tạo nội dung video xác thực. Các dòng công nghệ của Prover đảm bảo rằng video được quay trên máy ảnh thật trong một khoảng thời gian nhất định và chưa được chỉnh sửa. Công nghệ Swipe ID đảm bảo tính xác thực của video và ghi lại khoảng thời gian quay bằng cách sử dụng các camera có kết nối Internet. Công nghệ này dựa trên blockchain và phân tích video thông minh. Sau khi bắt đầu ghi, yêu cầu nhận mã Swipe được gửi đến blockchain nơi thông tin về ngày và thời gian của yêu cầu được lưu trữ. Mã Swipe duy nhất sẽ được tạo. Sau khi hoàn thành việc quay phim, một hàm băm của tệp video và thông tin về ngày và thời gian kết thúc quá trình quay cũng được ghi lại trong blockchain. Bạn có thể kiểm tra tính xác thực của tệp video. Hàm băm của tệp video được phát hiện trong blockchain bằng cách cung cấp thông tin về ngày và thời gian kết thúc quay. Hơn nữa, bạn ghi với yêu cầu mã Swipe được phát hiện bằng cách cung cấp thông tin về ngày và thời gian bắt đầu chụp. Các phân tích video xác nhận sự tồn tại của mã Swipe trong nội dung video và không có dấu hiệu chỉnh sửa. Điều mà video được ghi trong blockchain là xác thực và đã được quay trong khoảng thời gian cụ thể. Công nghệ Clapboard cho phép quay video đáng tin cậy trên bất kỳ máy ảnh nào, kể cả những máy hoạt động ngoại tuyến, ví dụ camera hành động hoặc camera an ninh. Nhận xét văn bản được nhập bởi người dùng được lưu trữ trong blockchain bằng cách sửa ngày và giờ ghi. Số khối trong đó nhận xét được lưu trữ được hiển thị dưới mã QR trên màn hình điện thoại thông minh của người dùng. Quay video được thực hiện bởi bất kỳ máy ảnh nào và điều duy nhất quan trọng là mã QR được đưa vào khung. Khi kiểm tra video, các phân tích video đặc biệt sẽ phát hiện và nhận ra mã QR, cũng như giải mã thông tin được mã hóa trong đó. Một khối tương ứng được phát hiện trong blockchain bằng cách đưa ra nhận xét văn bản, cũng như thông tin về ngày và thời gian lưu trữ của nó. Trong khi đó, tập tin được kiểm tra để có dấu hiệu chỉnh sửa. Các phân tích video xác nhận sự vắng mặt của các dấu hiệu chỉnh sửa. Video là xác thực và đã được quay không sớm hơn tại một thời điểm cụ thể và được người dùng nhận xét. Công nghệ Anti-Fake cho phép kiểm tra bất kỳ video nào để tìm dấu hiệu chỉnh sửa. Video có thể được nhập từ bất kỳ nguồn nào. Việc xác minh được thực hiện bằng cách sử dụng một bộ modem để phân tích video thông minh. Bạn có thể chắc chắn với Rover rằng những gì bạn thấy là đúng. Rover, tất cả các bằng chứng bạn cần.